rất là thân thiện. Bảo lắm anh em ạ. Đây anh em ngắm này, quay gần đây. Đây con này chắc là trống chắc rồi. Đấy, con này của mình chắc là trống chắc rồi. Đấy, còn hai con này không biết là con mái hay con trống. Đây con này. Con này với cả con này. Đây con này con trống con mái. Đây. Mọi người xem chim, mọi người biết được mình không biết. Đây còn con này. Hồi từ mình nuôi từ những cái lúc nhỏ anh em ạ. Đấy, nên là thực ra nó rất là thân thiện và quen người. Đấy. À, con kiếu của mình vào thì mọi người à, đây con kiếu của mình nhá. Con kiếu này thì thực sự là nó vào đây thì nó cũng rất là hay đuổi những cái con trà màu này của mình nhá mọi người nhá. Đấy. Nó chuyên đuổi nhưng mà nó không sao cả. Đấy. Bọn này nó cũng tự lé đi anh em ạ. Đấy. Nhưng mà thực sự là mình không biết là đến tuổi này mình phải làm nào để cho nó khó hót hay là mình phải mở điện thoại thì không biết được. Anh em nào hay chăm trò mà một người tư vấn giúp mình nhé mọi người nhá. Mấy con này của mình nó ngon ăn lắm. Dương ơi, chào cả nhà đi. Chào chưa? Chào. Đang ôm tượng. Rất là thân thiện. Bảo lắm anh em ạ. Đây anh em ngắm này, quay gần đây. Đây con này chắc là trống chắc rồi. Đấy, con này của mình chắc là trống chắc rồi. Đấy, còn hai con này không biết là con mái hay con trống. Đây con này. Con này với cả con này. Đây. Đấy, còn con kia thì của ông anh rồi. Trước là bốn con thì cho em Trang, em của Trang một con, em chuột. Đấy, cho cậu một con. Đấy, cậu bác một con, thế là còn ba con. Đấy, tổ mình nuôi 4 con là quật nguyên 4 con cho mọi người nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ vào mình sẽ cho nó ăn. Đấy. Anh em ạ, nếu mà mình nuôi thực ra là để nói mà mình nuôi AV ấy, thì mình cứ kiếm trà màu lon mình nuôi lên ấy thì thực sự là nó rất là thân thiện với mình. Đấy. Nó rất là kiểu như là gần gũi với cả con người ấy. Có thể mình vào thì nó vẫn bắt được nó bình thường. Đây để mình vào nhé. Mang cả cám luôn. Ăn rất là tốn mọi người ạ. Đấy. Nói chung là một tháng thì tháng mấy con này thì cũng phải hết tổng độ. Nói chung là cũng coi chữ nói tổng độ 200.000. Đấy, 200.000. Cả cám, cả hoa quả, các thứ 200.000 tiền ngoại. Thế em ạ. Đây cây của cái này là cây này con cần gì, con đòi gì hả? Con đòi gì? Bà xem chim không? Đây cây này, cây gì nhỉ, cây mẫu đơn của mình nhưng mà bọn nó bật chúng hết lông rồi. Cha lấy gì cho em kìa, cha ơi. Đây, để cho vào cho nó. Nó bay ra, ôi. Nó vẫn bay ra nhưng mà mình sợ nó bay ra thì nó không kiểm soát được đấy anh em ạ. Nó đang đứng cỏ kìa. Con này thì không nó ạ. Con này mình bắt được bình thường mà, đây này. Đây đây. Đấy, anh em. Đấy, mình mấy chỉ, con lại đứng cỏ kìa. Mình chỉ sợ con khiếu này thôi. Đấy. Đi vào. Kiếu. Đấy. Sao con này nhẽ nhỉ? Đấy. Công việc mỗi ngày nhá mọi người. Giờ nói chung là cũng không. Giờ hết phải rửa cất chim rồi mọi người ạ. Bây giờ chỉ việc cho ăn và cho uống nước. Đấy, đang ăn mọi người. Đấy. Rất là tham ăn luôn. Có con kia của anh kia anh gửi thì ông anh mình gửi thì nó lạ, nó không quen người. Tại vì nó là chim rừng. Đấy, con khiếu đây. Khiếu của mình nó cũng quen nhưng anh em biết nhưng mà mình không sờ vào thôi nhưng mà nó bạo lắm. Trà màu. À, con này đẹp lắm này mọi người.
Mọi người nhìn chưa? Thấy rồi. Đấy, màu bạn khỉ nữa. Màu rất là chất. Đang lên mái đỏ. Đấy, đang lên mái đỏ rồi. Quan trọng là mình không biết bây giờ nó hoắt kiểu gì. Quả này hôm nọ nó cũng sống mấy lần nhưng mình vẫn bắt được. Cho cái máng nữa đây. Cho nước cho xuống. Đây. Cháu bay à. Sợ ăn kiếu rồi, chả màng bay rồi. Bắt hết. Kiếu thì chưa sống bao giờ, mình chưa thể biết. Sống xác định 80%. Đây. Bây giờ nó lớn là ngày mà mình hú ít nó vẫn há mồm này. Đây. Chồng mình hôm nào đi vào cho bọn này ăn cũng bị ỉa một bãi ở lưng nha mọi người. Đấy. Nó sẽ ỉa. Đây đây. Đừng làm nó sợ. Ôi. Đây để bắt ra xem anh em xem hai con này có con nào trống. Đây anh em ngắm xem đây con này có trống không mấy. Đây. Mọi người xem chim, mọi người biết được mình không biết. Rồi. Đây còn con này. Con này nhát hơn. Con này vừa xài được, bây giờ lại không xài được. Con này đẹp nhất, con này màu chất nhất. Đấy, khiếu lại đuổi. Con này nó chưa ấy. Chưa thân thiện với nhau. Đấy thì ok mọi người ạ. Hôm nay mình quay cái AV đơn giản của mình cho mọi người xem. Đấy. Nói chung là cũng nuôi này thì thực ra mọi người là cũng vui anh em ạ. Đấy, thực ra là nó cũng vui. Nhiều cái nó chưa hoạt mạnh thôi nhưng mà mình cảm giác như là nó vẫn là thiên nhiên anh em ạ. Đấy. Mới đầu thì mình rốt ở cái lồng kia thực ra là cũng khổ trong nó nữa. Thế là nó hơi vất vả cho tôi. À, hơi không có chỗ không gian chơi. Bí nên là mình quyết định là mình làm cái AV này để cho nó có chỗ gọi là bay nhảy thoải mái hơn. Đấy. Còn thì nói chung là mình cái thú chơi thì mình bắt buộc thôi chứ còn nó tùy cái lắm thì ok mọi người ạ. Thôi chắc mình xin kết thúc video ở đây. Ok mọi người ạ.